Đây là cách của nhân viên phòng kinh doanh Vietsmile. Ai dây? Đây, anh em có thấy không? Đây mới là điều đặc biệt. Ăn mặc đẹp đẽ, lịch lãm. Nhưng khi mà ngồi vô máy tính làm việc, chỉ đúng có hai tab. Một là Zalo, hai là Facebook. Còn đây là của tôi. Ăn mặc tuy hơi có xấu một tí, tại vì không có tiền mua đồ đẹp. Nhưng khi ngồi vào máy, full tab anh em ạ.